10 là số lượng 10 cây organ Kurtzman K360 mình giao đến lớp nhạc tại Tiền Giang ngày hôm nay. Và bây giờ hãy cùng mình test đàn và khám phá những chức năng trên cây organ Kurtzman K360 này nhé. Và bây giờ mình sẽ mở thùng đàn này ra. Hãy cùng mình khám phá bên trong thùng đàn này sẽ gồm có những gì nhé. Ta-da! Và đây là nhân vật chính Kurtzman K360 nhé các bạn. Các bạn có thể thấy đàn được bảo quản ở trong hai miếng xốp rất là dày và một túi ni lông chống bụi cực kỳ là chắc chắn. Bây giờ mình hãy khám phá phụ kiện bên trong của đàn nhé. Trong đàn sẽ bao gồm một giá sách nhạc và một sách hướng dẫn đến từ nhà sản xuất. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái đàn ra nhé. Adapter của đàn sẽ được đặt trong mút xốp nha anh em. Và đây là em đàn Kurtzman K360 với màu xanh navy bắt mắt. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá các chức năng có bên trong em đàn này nhé. Đàn chỉ hơn 5 kg, ngoài ra còn có thể sử dụng pin, giúp các bạn dễ dàng mang đi chơi, đi học hay đi giao lưu trong các buổi dã ngoại hay picnic. Đàn có 61 phím, được trang bị 6 cấp độ cảm ứng lực nhấn. Khi các bạn bấm nhẹ, âm thanh sẽ kêu nhỏ, còn khi các bạn bấm mạnh tay hơn thì âm thanh sẽ kêu to hơn. Đàn được trang bị các tính năng từ cơ bản đến nâng cao, như là Synthesize, Syntop này, hay là kho để chơi hợp âm, phiêu A, phiêu B để dùng trống mình chơi những khúc đoạn điệp khúc cao trào, Intro Ending để dạo nhạc, hay là Freeze, tính năng đóng băng tiếng mà ở những cái đàn cao cấp mới có. Ngoài ra còn có màn hình LCD 4 inch hiển thị rõ nét các chức năng khi em chơi đàn. Đàn được trang bị 8 băng tiếng, mỗi băng tiếng lưu được 6 tiếng khác nhau. Để anh em mới chơi chọn được tiếng phù hợp với điệu của bài nhạc một cách nhanh nhất, hãy chọn tính năng OTS ngay trên đàn. Đàn còn có các tính năng nâng cao như là Octa, Jumbo, Dual, Lower với Harmony nha anh em. Để chỉnh chuyên sâu hơn về tiếng, anh em hãy chọn Function. Để anh em chọn tiếng và điệu dễ dàng thì K360 đã tích hợp knob xoay và dãy số thông minh. Còn một tính năng rất là hay nha anh em. Để chơi các bản nhạc dân tộc thì nên dùng Big Band. Đàn còn chỉnh được tempo và âm lượng lớn nhỏ của giai điệu. Đàn được trang bị 160 bài nhạc để anh em học nhạc với 740 tiếng và 240 điệu mặc định. Ngoài ra anh em có thể cài thêm những điệu mà mình thích với bộ nhớ lên đến 150 điệu ngay trên đàn. Đàn còn được trang bị bộ tiếng dân tộc Việt Nam lên đến 3 lớp như kìm, cò, chanh, sáo, bầu để anh em thỏa sức chơi những giai điệu đậm chất Việt Nam. Âm thanh trên đàn cực kỳ sống động với bộ loa lên đến 20W. Kurtzman K360 được trang bị tới 6 cổng kết nối. Đầu tiên là cổng nguồn công suất 12V, cổng mic để anh em hát karaoke trực tiếp ngay trên đàn, cổng aux-in đưa âm thanh vô đàn, cổng phone output xuất âm thanh ra và kết nối với tai nghe, button kết nối pedal, cổng USB MIDI sẽ giúp anh em cài điệu vào đàn và xuất dữ liệu MIDI để làm nhạc. Và bây giờ mình sẽ test tất cả các phím trên đàn để đảm bảo đàn hoạt động tốt nha anh em. Giờ mình sẽ mở một số giai điệu ở trên đàn cho anh em nghe thử nhé. Và cái đàn sẽ luôn được cập nhật những bài hát mới, giai điệu mới hot trend trên thị trường. Các bạn có thể tải trực tiếp và hoàn toàn miễn phí trên website Nhạc của Minh Phụng nhé. Và đây, bộ quà tặng siêu hấp dẫn khi các bạn mua Kurtzman K360 tại Nhạc của Minh Phụng, đó là bao hộp da cao cấp. Cái ba đàn hộp này giúp các bạn dễ dàng mang đàn đi học nè, hoặc đi đến các buổi picnic và kiểu dáng rất là thời trang nha. Kế tiếp không thể thiếu là một chiếc chân đàn ít đôi, rất là cứng cáp và chắc chắn nha anh em. Và một giác phone chuyển đổi giúp anh em kết nối với tai nghe. Và cuối cùng không thể thiếu đó chính là phiếu bảo hành nhạc cụ chính hãng tại Minh Phụng Music lên đến 24 tháng dành cho K360. Mình đã giới thiệu đôi nét về cây đàn organ Kurtzman K360 qua buổi bàn giao 10 cây đàn đến với lớp nhạc tại Tiền Giang. Và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đóng gói để kịp giao đến khách hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Anh em hãy trực tiếp đến các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để trải nghiệm cây đàn K360 này nhé. Link của sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.